Sau đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cắt dán một chú cú nhé. Trước tiên thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một bức tranh như thế này ạ. Và sau đó thì mình sẽ cắt rời các bộ phận của chú cú này ra. Sau đây thì mình sẽ cắt theo cái đường viền phía bên ngoài các bạn. Mình sẽ cắt được một chiếc đầu con cú như thế này. Mình sẽ cắt đến phần ngực của con cú ạ. Sau đó thì mình sẽ cắt đến phần chân. Và tùy theo sở thích của các bạn thì các bạn sẽ chọn màu để tô lên cho bạn cú này. Tiếp đến thì mình sẽ cắt mắt. Mình cắt mắt cho bạn ấy. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ cắt đến cánh. Thì chúng ta sẽ cắt đến mỏ. Và sau khi mình đã cắt được xong các bộ phận bọn vú rồi thì mình sẽ tô màu cho bạn ý. Ở đây thì mình chưa được tô được màu cho bạn ý. Và khi mà tô màu xong ấy, thì các bạn sẽ cố định lại bạn cú này bằng băng dính hai mặt ạ. Mình sẽ cố định lại phần đầu của bạn ấy. Tiếp đến thì mình sẽ cố định lại phần ngực của bạn ấy ạ. Các bạn chú ý nhé, mình sẽ cố định cái phần nhỏ hơn thì quay lên phía trên ạ, như này ạ. Sau đó thì mình sẽ cố định lại cánh của bạn ấy. Các bạn chú ý là đường cong của cánh này sẽ quay vào phía bên trong ạ. Đó. Chúng ta còn mắt của bạn ấy ạ, và hai cái chân ạ. Là mình đã hoàn thành xong một bạn cú rồi đấy các bạn.